Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Số 82. Chuyện nam tử Mithavinda. Tiền thân Mithavinda. Thế là vượt qua rồi. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một tỷ kheo khó bảo. Câu chuyện của tiền thân này xảy ra trong thời kỳ Đức Phật Ca Diếp, sẽ được nói đến trong chương 10, tiền thân Maha Mithavindaka, số 439. Rồi Bồ Tát nói lên bài kệ này. Thế là vượt qua rồi. Lâu đài bằng thủy tinh, bằng bạc, bằng châu báu. Khi ngươi đã đội vào, chiếc mũ bằng đá cứng, trọn đời ngươi không thoát. Sau khi đọc bài kệ này, Bồ Tát đi lên trú xứ thiên giới của mình. Còn Mithavindaka, khi đã đội chiếc mũ ấy, phải chịu đựng đau khổ lớn. Và khi các ác hành đã đoạn tận, nó mạng chung và đi theo nghiệp của mình. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, Mithavindaka là tỷ kheo khó bảo, và vua chư thiên là ta vậy. Ha ha ha, 问什么的说。